Truyền hình Thanh niên xin kính chào quý vị và các bạn. Để bắt đầu chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự Thúc đẩy sáng tạo trẻ bứt phá để trưởng thành. Đối với mỗi sinh viên theo học ngành kiến trúc, xây dựng, khả năng sáng tạo là chìa khóa thành công cho những ai muốn tiến xa hơn trên con đường trở thành một kiến trúc sư. Bởi về cơ bản, nguyên tắc thiết kế là bất biến, chỉ có sáng tạo mới giúp nhà thiết kế trở nên khác biệt và tạo được dấu ấn riêng. Giải thưởng Loa Thành do Trung ương Đoàn phối hợp với các đơn vị liên quan khởi xướng có thể coi là sân chơi đầy bổ ích và thiết thực cho các bạn sinh viên theo đuổi lĩnh vực này, giúp các bạn có cơ hội thực hành và phát huy các giá trị cá nhân để kích thích tối đa tư duy sáng tạo. Như trên đây là đồ án về đôi cúc mộc của em, tuyển chọn những nhỏ nhưng mà em đã khai thác từ cả về cái nguồn gốc lịch sử lâu đời hơn 100 năm của cúc mộc, thì cộng với cái sự hiện đại, thông thường thì bảo tàng thì các bạn hay bị lối tư duy cũ, nên là em đã kết hợp với cái sự hiện đại mới mẻ thì nó đã thành công hơn cái mong đợi của em ban đầu. Đồ án Trung tâm Bảo tồn Làng nghề Phú Văn, Kinh đô Quốc mộc của bạn Nguyễn Hoài Nam mang tính truyền thống nhưng chứa đựng nhiều yếu tố hiện đại mới mẻ, thay đổi lối tư duy cũ. Tất cả những cái phương thức trưng bày nghệ thuật kiến trúc ở đây đều có khả năng xây dựng nhanh gọn, có thể là di dời lắp ráp được. Nó vừa mang cái hình ảnh truyền thống mà nó cũng vừa hiện đại, kết hợp công nghệ thì nó sẽ ứng dụng được nhiều thông chuẩn trong bảo tàng này, có thể là sẽ kết hợp ứng dụng ở nhiều công trình khác tương tự như vậy nữa. Ví dụ như là ở những không gian trưng bày thông thường thì chúng ta sẽ thấy đa phần là các bảo tàng cũ nó sẽ trưng bày về hiện vật nhiều, tuy nhiên em đã ứng dụng vào trong thiết kế luôn, tức là những cái nét đặc trưng của guốc của làng nó đều nằm hết ở phần thiết kế không gian từ tường trần sàn của công trình kiến trúc, đồng thời là ở không gian trưng bày triển lãm về guốc mộc thì nó tái hiện lại không gian cảnh quan của làng, không đơn giản là một sân khấu bình thường, nó là cả một cái đường làng quê, thì ứng dụng của nó kết hợp với những cái bố cục sắp xếp có thể di dời được, thì ví dụ như một chương trình diễn ra thì có thể thay đổi được nhiều bố cục sắp xếp trong một không gian. Các chuyên gia đánh giá cao tư duy hiện đại của đồ án trong bối cảnh các bảo tàng đương đại của nước ta dường như còn nặng về nội dung và phương thức trình bày. Điều đó đã làm nổi bật những giá trị truyền thống là điều rất cần cho việc sáng tạo ra những sản phẩm nội thất có giá trị trong đời sống. Không chỉ guốc mộc và những cái sản phẩm Việt Nam hiện tại, nó đang có cái đà khôi phục lại cho người Việt Nam của mình, thì em muốn là trước hết là cái sản phẩm đó được đưa vào hiện đại nhiều hơn, được quan tâm nhiều hơn. Giải thưởng Loa Thành có thể coi là thước đo tính sáng tạo, mảnh đất màu mỡ để sinh viên gieo ý tưởng và gặt hái trải nghiệm. Bằng cách trao quyền cho sinh viên phát triển ý tưởng của mình, thiết kế một công trình hoàn chỉnh dưới sự hướng dẫn của các thầy cô và được đánh giá của một hội đồng các chuyên gia. Từ đó, giúp các em hiểu cách đánh giá mức độ khả thi của một giải pháp thiết kế và nắm bắt tiến trình hiện thực hóa ý tưởng đó một cách thuyết phục ngay trên bản vẽ. Đồ án của em là đồ án nghiên cứu xây dựng mô hình lũ cho sông Côn ạ. Thì tại vì Việt Nam bây giờ thì lũ lụt rất là nhiều. Mà hơn nữa, mô hình thì chủ yếu là các mô hình mình chủ yếu là áp dụng từ các mô hình đã có, nên là mô hình của em ấy thì mô hình bán phân bố, tức là mình sẽ ứng dụng được để thấy được, đánh giá được lũ nó biến đổi theo không gian và sẽ xét được sự biến đổi của các đối yếu tố theo không gian, thì sẽ đánh mình từ đó thì mình sẽ dự báo được lũ đến các vùng ở trên lưu vực sông thì nó dễ hơn. Mô hình chống lũ cho sông Côn áp dụng từ mô hình đã có, ứng dụng đánh giá biến đổi yếu tố không gian, dự báo lũ từ nghiên cứu kinh nghiệm của nước ngoài. Tuyết đã đưa ra giải pháp đơn giản hơn giúp bà con vùng lũ. Vừa rồi thì ở Bình Định thì cũng có là một trong những cái tỉnh chịu rất nhiều thiệt hại về cái đợt lũ vừa rồi. Và chính vì thế nên là nó cũng là một vùng chịu rất nhiều ảnh hưởng. Nên là em chọn lưu vực đấy để xây dựng mô hình. Tức là mô hình có thể ứng dụng trước với mô lưu đấy nhưng mà cũng có thể ứng dụng rất nhiều so với lưu vực khác. Đồ án nghiên cứu xây dựng mô hình dự báo lũ sông Côn của bạn Trần Thị Tuyết đã đạt giải nhì ngành thủy văn qua việc xây dựng một mô hình dự báo lũ trên cơ sở các mô đun mô phỏng dòng chảy tưới mưa, đã diễn toán dòng chảy và phương pháp điều tiết lũ qua hồ chứa. Công trình được đánh giá là một kết quả nghiên cứu mới, sáng tạo, được áp dụng cho lưu vực sông Côn với độ chính xác và phù hợp.
em mới chỉ xây dựng đơn giản trên Excel, em chưa lập trình, tức là em mong muốn là có thể lập trình và đưa nó thành công cụ để mọi người dễ dàng sử dụng hơn. Một điều đáng ghi nhận là các bạn sinh viên tham gia các sân chơi sáng tạo không chỉ mang tới các sản phẩm có yếu tố nghệ thuật trình diễn, mà đã biết chọn lọc, tìm tòi những công trình mang tính giải pháp, xử lý những vấn đề cấp thiết trong cuộc sống hàng ngày. Không ít những đồ án của sinh viên thực hiện đã thể hiện được tính chuyên nghiệp bằng các giải pháp thiết thực thông qua kinh nghiệm tích lũy được trong quá trình vừa học vừa làm để có thể bắt nhịp ngay với công việc sau khi ra trường. Trong đồ án của em thì em làm rộng về các đề tài, kiến trúc có, kết cấu có, thi công có và nền móng cũng có, là thêm một chuyên đề mới nữa là chuyên đề về dự toán và đấu thầu, là một chuyên đề mà trường không hoàn toàn trường không có dạy, chúng ta chỉ học hỏi được từ những kinh nghiệm thực tiễn ở bên ngoài. Về lĩnh vực dự toán và đấu thầu thì em bóc ra khối lượng của tòa nhà và em tính toán được giá tiền. Bên cạnh đó thì em có thể tư vấn cho chủ đầu tư là phương án sàn nào thuận tiện nhất, tốt nhất cho chủ đầu tư để họ có thể cân nhắc họ đưa vào sử dụng. Trường chỉ dạy cho chúng ta những cái kiến thức nền thôi, còn những kiến thức ở trên đó thì chúng ta phải học thêm ở bên ngoài, thì có câu nói là học nữa học mãi. Đồ án công trình Lapat Tower B của bạn Trương Công Hiếu đã giành giải nhất ngành xây dựng. Công trình thực hiện việc tự động hóa tính toán kết cấu bằng việc ứng dụng phần mềm tiên tiến và áp dụng công nghệ semi top down để thi công tầng hầm và được hội đồng chuyên gia đánh giá cao. Em còn áp dụng thêm công nghệ BIM, là công nghệ BIM 4D, em áp dụng vào trong lĩnh vực thi công và lĩnh vực kiến trúc. Thì cái đó tạo nên một cái nổi bật của em, kèm theo những công trình mà chuyên đề mang tính khảo sát và nghiên cứu của em nữa thì nó gây ấn tượng với ban giám khảo. Công nghệ đang thay đổi cách các tòa nhà, cơ sở hạ tầng được thiết kế, xây dựng và vận hành, và nó giúp cải thiện quá trình làm việc, cải thiện hiệu suất thiết kế và vận hành trong suốt vòng đời của các công trình. Mô hình 3D ảo của tòa nhà với đầy đủ các thành phần gạch, vữa, lợp, ánh sáng, nội thất v.v. đều được quy định cụ thể trong mô hình BIM. Thông qua đó có thể phân tích được giá, thời gian và phương pháp xây dựng, bảo trì công trình. Các thông số này luôn được cập nhật và bổ sung liên tục trong suốt quá trình làm việc, từ lúc còn là phác thảo cho đến lúc công trình được hoàn thiện. Cũng bởi lý do đó, BIM cũng có thể được xem là quản lý thông tin công trình. Cuộc thi đồ án tốt nghiệp đại học xuất sắc ngành kiến trúc xây dựng trải qua nhiều năm đã trở thành cuộc thử sức đầy tính sáng tạo, là hành trang vào đời giúp các bạn trẻ tự tin hơn trong việc áp dụng khoa học công nghệ vào lĩnh vực hoạt động của mình sau khi ra trường.